Liên quan đến đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, ngay ngày hôm qua thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã bắt giữ 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Cụ thể, tại gầm cầu đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc phường Nam Viên, thành phố Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc, quần chúng nhân dân phát hiện 4 người không đeo khẩu trang nghi là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nên đã báo cho cơ quan công an. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an thành phố Phúc Yên đã tới hiện trường. Thấy lực lượng chức năng 4 người này bỏ chạy, lực lượng công an đã truy đuổi và bắt giữ được cả 4 người. Tại thời điểm bị bắt, 4 người này không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, tất cả đều trong khoảng từ 25 đến 28 tuổi, trú ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, các đối tượng này liên lạc với một nhóm người Trung Quốc đang ở Việt Nam thông qua mạng xã hội Zalo để hẹn nhau và thường xuyên cập nhật thông tin tránh công an phát hiện. Tuy nhiên, khi đến địa bàn phường Nam Viên, thành phố Phúc Yên, các đối tượng kể trên đã bị lực lượng công an và quần chúng nhân dân phát hiện bắt giữ. Thời gian này thì lực lượng chức năng của các tỉnh thành trên cả nước đã liên tiếp phát hiện và xử lý rất nhiều các vụ việc nhập cảnh trái phép với số lượng lớn. Đáng lo ngại hơn khi mà tại các nước lân cận chúng ta như là Thái Lan, Lào và Campuchia, dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, nguy cơ cao, dịch lây rộng vào trong nước và các lực lượng chức năng vùng biên trên khắp cả nước đã và đang căng mình để tuần tra kiểm soát 24/24, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Nông nghiệp 24 giờ tại tỉnh Kiên Giang. Hiện nay tại khu vực chốt 38 có đối tượng vượt biên từ Campuchia về Việt Nam. 37 có. Hiện thành phố Hà Tiên, Kiên Giang đã và đang duy trì 48 chốt biên giới bộ và 5 chốt trên biển do lực lượng chức năng chốt chặn. 6 chốt dân quân khác được triển khai trên tuyến vành đai biên giới phía sau, tạo thành một vành đai vững chắc tuyến lửa 24/24. À, sao lưng mày đâu có cần đâu mà để mà pha. Thì nhận được lệnh thì tôi nói nếu mà nhà nước cần, huyện Châu Thành cần thì tôi sẵn sàng đi tiến biên giới bảo vệ cho đất nước. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, của quân khu, thì Bộ Chỉ huy tỉnh đã tăng cường lực lượng các huyện phía sau tiếp tục gia tăng tổ chức các chốt, phối hợp với biên phòng tổ chức các chốt dày hơn ở tuyến biên giới và tăng cường lực lượng tuần tra. Qua gần 2 tháng tăng cường chốt chặn, 100% cán bộ, chiến sĩ, dân quân vẫn duy trì quân số bám chốt, bám địa bàn để siết chặt tuyến lửa biên cương, đảm bảo an toàn cho người dân. Dẫu có xa gia đình, gặp nhiều khó khăn, nhưng các anh vẫn vững tinh thần, chắc ý chí để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cuộc chiến không tiếng súng này. Thưa quý vị, ngay sau khi bệnh nhân NPQ 47 tuổi ở xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, từ 0 giờ đêm qua ngày 7 tháng 5 năm 2021, toàn thị xã Hoàng Mai đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và phong tỏa 5 thôn tại Quỳnh Lập với gần 1.900 hộ dân và hơn 8.300 nhân khẩu. Triệu Vân, nếu như ngày thường đây là một trong những điểm sầm uất nhất của thị xã Hoàng Mai, thì vào những ngày này, nơi đây lại khá vắng vẻ. Anh em triển khai đồng bộ toàn bộ lực lượng, kể cả ban chỉ đạo và toàn bộ lãnh đạo cũng phải xuống ra đường để đi kiểm tra cùng với ban bảo vệ dân phố cũng như là công an xuống các cái nhà thờ, đền rồi chùa. Thì nói chung là các chức sắc còn rất thông đồng tình cao cái vấn đề là cùng chung tay để phòng chống dịch. Không chỉ vắng vẻ ở các khu chợ mà trên các tuyến đường người dân đi lại cũng ít hơn. Nhiều hàng quán đã đóng cửa. Người dân không còn tụ tập đông người. Mọi người đều có ý thức đeo khẩu trang và chỉ ra ngoài khi cần thiết. Tuy nhiên, với tâm lý lo lắng thì tình trạng người dân tích trữ hàng hóa, đồ nhu yếu phẩm cũng đã xảy ra. Người dân đến mua thức quả nhiều theo mặt hàng gạo vì mì tôm thì nhiều, mì chính các đồ ăn uống vì số lượng bán phải tăng 3-4 lần so với ngày thường. Để đảm bảo giãn cách theo chỉ thị 15 CTTTG cũng như tránh tâm lý hoang mang, hiện các cấp ngành ở thị xã Hoàng Mai đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân thực hiện nghiêm túc các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Từ đó, sớm khống chế, không để dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng. Vâng, xin được mời quý vị khán giả quay trở lại với cuộc trò chuyện với chuyên gia Nguyễn Đình Bích. Vâng thưa ông, trong bối cảnh như vậy thì ông có nghĩ rằng là đây là cái thời cơ rất là lớn để cho các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh việc xuất khẩu gạo trong thời gian tới hay không? Và đặc biệt là chúng ta không để mất cái thời điểm vàng xuất khẩu như năm ngoái. Vâng, trước hết nói đến cái chuyện thời điểm vàng thì chúng ta có thể thấy rằng là năm ngoái cũng khoảng thời điểm này ấy, thì chúng ta
có cái câu chuyện lùm xùm về hạn ngạch xuất khẩu gạo. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là chính phủ đã quyết liệt vào cuộc và mọi cái sự nó đều là ổn thỏa. Và chúng ta thấy rằng là ở tháng 5 năm ngoái chúng ta xuất khẩu được kỷ lục 950.000 tấn gạo và cái giá cũng là cao kỷ lục trong năm 2020. Thế còn thì cái xuất khẩu gạo hiện nay thì chúng ta biết ấy, thì 4 tháng thì chúng ta xuất khẩu gạo vẫn còn giảm hơn 11% so với cùng kỳ. Tuy nhiên thì giá thì cao hơn. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái chuyện thời điểm vàng nó có xuất hiện hay không ấy, thì nó chưa phải là ở ngay cái thời điểm hiện tại. Không biết là ông có dự báo như thế nào về tình hình xuất khẩu của gạo Việt Nam trong thời gian tới ạ? Theo tôi thì xuất khẩu gạo của chúng ta trong thời gian tới sẽ diễn ra theo chiều hướng thuận lợi. Thuận lợi bởi vì những cái nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là cái xu thế giá gạo ở trên thế giới đang ở mức cao. Có nghĩa rằng là cái động lực xuất khẩu gạo cho chúng ta rất lớn. Cái thứ hai ấy, chúng ta có thể thấy rằng là Ấn Độ đang trải qua cái thời điểm mà dịch Covid nó cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên là cái Covid này nó có đại dịch này có ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo hay không thì là vấn đề chúng ta còn chưa thấy rõ. Cái thứ ba nữa là chúng ta biết rằng là Thái Lan đang neo giá gạo ở mức cao hơn của chúng ta rất nhiều. Cho nên rằng đó cũng là những cái yếu tố mà thuận lợi cho chúng ta trong xuất khẩu gạo. Ngoại trừ một trường hợp mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng phải nghĩ tới, đó là cái việc mà chống dịch của Ấn Độ có thành công hay không. Nếu như câu chuyện mà đại dịch Covid ảnh hưởng còn nghiêm trọng đến Ấn Độ trong thời gian dài dài nữa ấy, thì cái xuất khẩu gạo thế giới sẽ rất khó lường, bởi vì như chúng ta biết là Ấn Độ là cái quốc gia mà xuất khẩu năm ngoái xuất khẩu hơn 14 triệu tấn gạo và năm nay cũng được dự báo ở mức đó. Và chúng ta biết rằng là 2 tháng vừa rồi thì Ấn Độ đã xuất khẩu khối lượng gạo kỷ lục ra thị trường thế giới. Cho nên nếu như cái câu chuyện ở Ấn Độ mà không được giải quyết thì cái xuất khẩu gạo sẽ khó lường trong những tháng tới. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia và một lần nữa xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, hôm qua ngày 7 tháng 5, đồn biên phòng Cửa Đại, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho hay vừa cứu vớt được 3 ngư dân tàu cá ở Quảng Nam bị tàu vận tải đâm chìm trên biển. Trước đó vào 2 giờ đêm ngày 7 tháng 5, tàu cá QNA 0332 TS do ông Trần Văn Tuấn quê Quảng Nam làm thuyền trưởng cùng với 2 thuyền viên khác đã bị một tàu vận tải không rõ số hiệu đang đi hành trình hướng Nam Bắc đâm vào mạn phải làm tàu chìm. 3 ngư dân trên tàu ôm phao nhảy xuống biển kêu cứu. Hiện trường vụ việc cách Hòn La, Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam khoảng 1 hải lý về hướng Đông. Điều đáng nói là tàu vận tải trên không ứng cứu mà vẫn tiếp tục hành trình. Nhận được tin báo, đồn biên phòng Cửa Đại đã phối hợp với các tàu cá lân cận cứu nạn thành công cả 3 thuyền viên, sức khỏe đều đã ổn định. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh tàu vận tải đâm chìm tàu.